chưa mày lắc à? What? Hello girl. Mày lắc không? What? Ok, hello cả người là xin đây ảnh nhau và trong video của Vân và chúng bạn sẽ bị vô Minecraft. Yeah. Yeah. Ok các bạn, hôm nay mình với cùng cái gì vậy? Lắc hả? Lắc hả? Thì hôm nay mình cùng với Real Team sẽ quyết định chơi một mini game cực kỳ nổi tiếng trong server Hero MC, đó chính là Battle Mystery. Chơi Big One, chơi Big One, xin mời chơi Big One. Và ai sẽ là kẻ giết người đây? Ok, let's go. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu. Ok các bạn, chúng ta đã vô phòng rồi. Ây giờ ai sẽ là kẻ giết người đây chứ hả? Trời ơi, 8%. Còn ngay ngay giờ CP chặt vừa rồi, bao nhiêu phần trăm? Em 3% chị ơi. Sim ơi, Sim. Cái gì? Tỷ lệ kẻ giết người qua 80% mà cuối cùng anh làm dân thường. Yeah, cái gì? Uầy, thật không đấy. 80 điêu vừa thôi chứ. Trời ơi, đúng rồi, đúng điêu. Bỏ cái mặt nạ xuống anh ơi, bỏ cái mặt nạ xuống. Không chơi vậy nha. 80, em 3% rồi. Go, go, go. Hả? Bớt đồ lại đi. Dạo này không còn vô tính như trước nữa rồi. Oh my god. Ủa hết lên bốn. Ok. Thấy ra ra mày. Oh my god. Ui, người ta giết người gần bốn. Ờ, người ta giết người. Oh my god. Ê dạ chết luôn. Ui, Alex là kẻ giết người. Oh my god. Alex là kẻ giết người. Oh my god. Trời ơi, chị tôi đã nằm chân. Trời ơi, trời chị tôi kìa. Ôi, coi chừng con Alex skin Simi nha. Không, Alex nè. Simi không phải giết người, Simi không phải giết người. Alex là kẻ giết người, oh my god. Nghe giọng hãy dùng dễ sợ luôn á. Trời ơi, trời thảm ai quá Simi ơi. Em nói thật mà, giờ em mắc cười quá rồi em cười thôi chứ. Nhìn chung chung với em 19 năm rồi Sim. Chị đứng đây kìa, chị đứng đây kìa, chị đứng đây kìa. Ủa cái gì, cái gì? Ủa sao con chết vậy? Không sai đúng không? Không phải Sim đâu. Không, trời Sim đâu, Sim này, Sim muốn làm gì còn biết kiếm là đâu. Ờ, đâu phải em đâu. Quá. Rồi, có đứa thợ săn đang bắn Sim á Sim. Có đứa thợ săn đang bắn Sim á. Nghe giọng Sim hơi điêu. Tất cả mọi thứ đều đang nằm ở trong kế hoạch. Ủa, sống 19 năm. Thấy chưa, mọi người thấy tiếng chém chưa? Em không hề luôn, em chạy theo Kai nè. Alex đang giết Kai, Alex đang giết Kai. Ơ, kệ, ủa Sim chết rồi. What? Ủa, mày nói Sim cũng thật hả? Sim, Sim không phải là em biết đâu anh, tại vì nghe giọng Sim có kiểu gọi là thấy cao quá à. Chết cha rồi. No. Sao sao sao, Kai sẽ trả hù cho Sim, Kai sẽ trả hù cho Sim mà. Ok. Rồi, bây giờ còn Sami đào với lại là còn Kai non các bạn ơi. Trời sao Alex đuổi chị rồi Sim ơi, Alex đuổi chị rồi. Trời ơi, đuổi chị Sim ơi. Chạy đi. Chết rồi, thấy sát em rồi. Không thọ. Trời má, nó đánh cái gậy chân. Trời, Alex đến với Alex cái gì đây? Ủa sao hai con Alex vậy? Con là thánh tử, còn con là ôi mắc cười lắm. Lên đỉnh cao. Ôi trời ơi, Kai ơi. Trời ơi, Kai ơi. Mắc quá. Kai làm đồng bào thất vọng quá. Kai làm bên đây mắc quá. Kai làm chụp quá. Và tiếp theo, ở trong vùng đất chết, một nơi rất là hẻo lánh, rất là lạnh lẽo. Và đất chết không cần tì gì. Oh my god, làm dân hồ luôn ha. Vậy mà là vùng đất chết phương cận tì vì. Cô tôi vui luôn á. À, em mọi người cảm giác cái làng này giống làng ma sói không? Em thấy rất là giống nha mọi người. Cực kỳ giống luôn á. Giống làng ma rồi, sói. Rồi chắc chắn ông Rô là sói. Ông Rô là gì ta? Ông Rô là vào hẻm giết em âm thầm. Mà sao con bé này cứ đi theo mình vậy? Ai là sói đây? Ai là sói Khai đây? Hi. Cái làng này sao giống copy cái làng ma sói trong Mini World qua đó ta? Kệ. Kệ, nó chết kìa. Có bài ạ. Chết. Rồi. Oh my god. Ai vậy? Ôi, Simi. Ôi, Simi, Simi. Simi hỏi vậy? Ôi, oh my god. Ui, công mà rơi cái gì vậy? Trời ơi, trời ơi. Simi không phải, Simi không phải này. Thấy chưa, em đâu phải đâu. Em với anh cũng không phải luôn. Có một con Alex là thám tử. Gì vậy? Ê, nó giết được một Wonder kìa. Ủa, ai à? Nè, cái thằng áo trắng này là Wonder nè, còn một con Wonder nữa. Ồ, còn một con Wonder nữa. Người ta. Oh my god, đáng sợ thế. Em nghĩ đó chính là Chigo.
Rồi sát đây nè. Em nghĩ đó chính là chị Camui. Cái đội mặt càng cỏ rồi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ta sẽ giết hết. Đứng lại. Lại là Sim đó hả? Thì ra con mua đồ. Thì ra mua đồ áo trắng là Sim à? Nhưng mà tại sao em lại đánh lén vậy Sim? Ây da. Em mà đánh lén vậy? 36 kê đánh lén là thượng sách. Ây da, hai con Alex nè. Sim làm cay thất vọng quá Sim à. Ờ thế á. Xin lỗi cay nhá. Sim không có sợ. À, anh bữa là anh là boss của trong rồi, cái mạng. Chết anh bữa rồi, chết anh bữa rồi. Nó đang dương à. Chạy rồi. À, ai da thầy. Em có cung luôn đây. Đây. Trời ơi. Ôi gì ạ. Chạy. Đây, một phát cho mày chết. Anh bỏ nà. Thương em. Rồi xong, anh bỏ thẳng luôn. Anh xem chạy cái thiếu nữ vậy? 18 tuổi vậy? Trời đất ơi. Anh à. Anh là giúp em với. Ông okay, nghe anh ơi, anh lừa là. Anh muốn trời ơi, anh muốn dở quá, anh muốn muốn anh muốn giờ cho em giết Sim nè. Đằng sau Sim ơi, bên phải đó đó. Đấy, đúng rồi. Ủa, Camui chơi mất quan điểm rồi. Tại vì Camui là bún đời luôn á. Ai thôi chị em nha. Chơi game hay team Poppy nhà lắm nha. Tôi không đồng ý. À, dạ, không chị á. Thì người ta là chị em mà. Đấy. Cặp đôi tương tàn. Dạ, cặp đôi tương tàn. À, đây, có lạc. Mày vừa thành đó. À. Ủa gì vậy? Ôi, chưa. Sim ơi, 60 giây Sim ơi. Hay quá Sim ơi. Mình thua may quá. Mình là dân thôi mọi người. Rô là thám tử á. Mình chết đầu. Hay đó. Ok các bạn ơi, trận thứ 2 number 2 nè. Trận chất là anh Bụn La rất là cu ta nha các bạn. Sim ơi, Sim nhìn nè, anh vào đây nè. Hello. Ủa, ủa sao mọi người đang hỏi thế vậy? Ủa sao anh cứ làm chứng thường quái nhờ, chán thế à. Chán thật sự luôn đó rồi. Cho cái chức năng quét nhà cũng được mà ta. Cho dân thường hoài vậy. Quét nhà lấy gì má. Ồ, mọi người em thấy anh Rô rất là dễ thương nha mọi người. Anh Rô trốn một chỗ rất là dễ thương nha. Ok. Quét nhà dọn xác hả. Ok, em nghĩ em sẽ nấp trong trận này. Em không muốn đi đâu. I don't want to go. Cây ơi, cây. Em có tin vào triple. Cái gì, triple là cái gì? Jimmy đã hai lần làm mua đồ đi tiếp một con nào rồi. Chắc chắn luôn. Nó cũng đi. Jimmy giết người á. Mặt phải em. Trời đất ơi. Ở đâu vậy? Oh my god. Oh my god. Chạy. Có đó là vật là Alex mọi người ơi. Alex. Hả vậy? Nó vừa thấy kiếm vừa thấy á. Trong cái kiếm màu xanh lè luôn. Ê không hờ. Bạn nói vậy chết rồi. Không mất đồng quan điểm nha cay. Thôi hỏi Sam chơi vậy kỳ quá. Tuy bị cân đây được nha. Chơi vậy mất quan điểm rồi. Mất quan điểm mà cay nha. Chơi thông bản nha. Có gì đâu này. Cay là murder đúng không? À cay là murder. Em thề là cái trò này nó mất cân điểm đó anh ơi. Chết rồi. Rồi mà ai gõ mình vậy? Ủa ca chết rồi hả? Cay còn sau lưng chứ nè. À mẹ. Bắt tức rồi. Chỉ có một cái chẳng sao chỉ sao ta. Thôi mà ra nữa. Không có cặp đôi gia đình con khác. Ai đang cầm kiếm, cầm kiếm màu bích kìa. Con cầm kiếm màu xanh. Xong kiếm màu bích. Ai đang cầm kiếm màu bích kìa. Ôi ba đứa là vô đơ rồi sao thắng. Rồi giờ sao? Ủa game này bị lỗi anh. Trời tự nhiên em được làm mù đơ á. Chứ em không có được, không muốn làm mù đơ đâu. Ok. Thôi bây giờ còn cách duy nhất là cầm cung bắn. À không, vậy cũng không được. Chị đâu lúc nhanh đi chơi đâu. Còn một người, bốn người nè. Em kìa, sau lưng em kìa, nó đang đi theo sau lưng. Đó. Không, đây là murder, đây là murder rồi. Còn một người nữa, ở đây em thêm bốn người lận. Bốn người. Trời mà. Xin bị lắc hả? À, em thấy Sigo rồi, cái đầu xanh. Xin bị lắc à? What? Em... Hello girl. Em có bị lắc không? What? Em có bị lắc không? Chứ mặt em lắc.
Sao bạn lại muốn đâu luôn kìa Hả? Hả? Game lỗi rồi. Game lỗi rồi. Ông Rô cũng là bún đó. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Không có nhiều tiền và không thằng nào là người nổi tiếng, nhưng mà bước cùng nhau trên chặng đường dài, tương lai dù sai vẫn không nói phiền. Chỉ cần động một thằng bọn tao thì 7 mũi lao còn lại đồ chiến. Dù anh Ti có luôn soi mói thì anh